Thì bài đầu tiên đó là bài cấp cứu hô hấp tuần hoàn. Thì một số này các bạn đọc một số sách đó, thì nó viết tắt là CPR. Thì cấp cứu hô hấp tuần hoàn thì đó là một cái thuật ngữ ngày xưa nó hay gọi, nhưng mà sau này người ta đổi lại, người ta hay gọi nó là một cái thuật ngữ mới, đó là hồi sinh tim phổi hay là hồi sức tim phổi, được viết tắt là CPR, viết tắt của chữ cardiopulmonary resuscitation, tức là chúng ta tiến hành hồi sinh tim và phổi của bệnh nhân. Thì người ta định nghĩa hồi về ngưng tim và ngưng tuần hoàn hô hấp, nghĩa là ngưng hô hấp ở đây là ngưng thở, còn ngưng tuần hoàn không đồng nghĩa với việc bệnh nhân ngưng tim. Ở đây nó định nghĩa là ngưng các nhát bóp hiệu quả của tim, tức là có thể tim bệnh nhân vẫn còn đập nhưng mà những nhát bóp nó không đủ hiệu quả để mà tống máu đi đến các cơ quan, thì chúng ta cũng gọi đó một tình trạng ngưng tuần hoàn. Ví dụ như sau này các bạn gặp một số trường hợp bệnh nhân bị rung thất hay là nhịp nhanh thất, thì khi đó mặc dù tim bệnh nhân đập rất là nhanh nhưng mà không bơm máu đi được các cơ quan, thì chúng ta cũng gọi là một tình trạng ngưng tuần hoàn. Còn ngưng hô hấp thì dễ hiểu rồi, nó là tình trạng ngưng thở. Thì đối với trường hợp mà một bệnh nhân ngưng hô hấp tuần hoàn, đó là một cái cấp cứu tối khẩn cấp, bởi vì chúng ta chỉ có khoảng 3 tới 5 phút để tiến hành cấp cứu cho bệnh nhân, để tiếp cận bệnh nhân, bởi vì sau thời gian đó não bệnh nhân thiếu oxy, cho dù chúng ta cấp cứu thành công đi nữa thì bệnh nhân cũng sống đời sống thực vật, như vậy thì rất là tội nghiệp cho người ta. Do đó tiến hành cấp cứu càng nhanh càng tốt. Thì cấp cứu hồi sinh tim phổi này chúng ta sẽ có hai dạng, đó là hồi sinh tim phổi cơ bản và hồi sinh tim phổi nâng cao. Thì hôm nay chúng ta sẽ học đó là cái phần hồi sinh tim phổi cơ bản, đó là những cái gì mà các bạn có thể tiến hành để cấp cứu bệnh nhân. Khi mà chúng ta không có trong tay những cái phương tiện cao cấp thì chúng ta có thể tiến hành cấp cứu bệnh nhân. Thì đối với các cái nước phát triển thì đa số cái bài này người ta đều dạy cho cộng đồng luôn, tức là những ví dụ những sinh viên thì người ta đều có học qua những bài này hết, bởi vì đó là một cái chương trình cấp cứu này, nó là một cái kiến thức cơ bản. Thì trong một số trường hợp mà chúng ta có thể gặp một bệnh nhân mà chúng ta cần hồi sức tim phổi, đó là trường hợp các bạn có thể gặp đối với ngành nha của bạn có thể thường hay gặp nhất, đó là sốc phản vệ. Thường gặp những sốc phản vệ thì sốc phản vệ này là một lát nữa sẽ nói rõ hơn trong cái bài chẩn đoán và xử lý choáng hay gọi là sốc á. Thì sốc phản vệ này là một cái tình trạng phản ứng quá mức của cơ thể đối với các cái tác nhân từ bên ngoài, ví dụ như các bạn thường hay gặp nhất là thuốc tê, trong nhà của các bạn thường gặp nhất là thuốc tê. Thì những trường hợp sốc phản vệ nặng nó có thể gây tình trạng ngưng tuần hoàn, ngưng hô hấp luôn, và khi đó các bạn phải cần tiến hành hồi sinh tim phổi cho bệnh nhân. Hoặc là các bệnh lý về tim mạch như là rung thất, hoặc là bệnh nhân bị ngưng tim, hoặc là những trường hợp bệnh nhân bị điện giật hoặc đuối nước, thì đó là những trường hợp mà chúng ta thường hay gặp để mà chúng ta tiến hành hồi sinh tim phổi cho bệnh nhân. Thì hồi sinh tim phổi như anh nói hồi nãy, nó sẽ gồm có hai dạng, đó là hồi sinh tim phổi cơ bản và hồi sinh tim phổi nâng cao. Thì hồi nay chúng ta sẽ học 3 bước của hồi sinh tim phổi cơ bản, đó là bao gồm compression, nghĩa là ấn ngực, A là airway, chúng ta khai thông đường thở cho bệnh nhân, đảm bảo sự lưu thông của đường thở, và thứ ba là B, đó là breathing, là chúng ta sẽ cho bệnh nhân hô hấp nhân tạo cho bệnh nhân. Thì đây là 3 bước cơ bản của hồi sinh tim phổi cơ bản. Một giới thiệu cho các bạn một số phương pháp hồi sinh tim phổi nâng cao. Sau này các bạn đi thực tập môn này, các bạn đi tập rồi các bạn đã thấy rồi ha. Thì ví dụ như các bạn có thể thấy những trường hợp bệnh nhân thở máy, bệnh nhân được đặt nội khí quản thở máy cũng là một dạng hồi sinh tim phổi nâng cao. Hoặc là bệnh nhân được sốc điện cũng là một dạng hồi sinh tim phổi nâng cao. Và chúng ta sử dụng các loại thuốc vận mạch. Thuốc vận mạch này là những cái thuốc mà giúp cho kích thích các cụ thể ở tim và mạch của bệnh nhân, làm cho cái cụ thể này nó hoạt động mạnh lên, giúp cho bệnh nhân có thể vượt qua được cái chuyện đó là tụt huyết áp hay là bị ngưng tim gì đó. Thì chúng ta sử dụng các cái thuốc vận mạch này giúp cho bệnh nhân hồi sinh phổi cho bệnh nhân. Hoặc là một cái phương pháp nữa thì cao cấp nữa, đó là pháp ECMO. Thì chắc hẳn các bạn gần đây các bạn cũng có thể các bạn cũng nghe cái phương pháp này rồi, nhất là
Đợt này báo chí cũng đưa tin nhiều vụ mà của bệnh nhân COVID-19 phi công người Anh á, thì ông này đã cái phổi của ông đã không còn đủ khả năng để mà hoạt động nữa, thì khi đó người ta tiến hành cái phương pháp ECMO này, tức là người ta sẽ lấy máu thông qua một cái tĩnh mạch, người ta sẽ lấy máu ra khỏi người của cái bệnh nhân đó, có một hệ thống bơm để bơm rút máu ra và sau đó đưa qua một cái màng, người ta gọi là màng oxy hóa ngoài cơ thể, thì qua đây thì máu nó sẽ được oxy hóa, nên nó đảm nhận vai trò của phổi sẽ được oxy hóa và khi đó sẽ trả về cơ thể ngược trở lại. Thì hiện tại cái ông phi công người Anh người ta sống được là nhờ cái phương pháp này, tức là bây giờ là tim vẫn còn đập nhưng mà cái phổi không có đủ thực hiện cái chức năng mà trao đổi khí nữa, là trong thời gian chờ ghép phổi thì người ta sử dụng cái phương pháp ECMO này. Thì để hồi sinh tim phổi của bệnh nhân á, thì trước tiên là chúng ta phải chẩn đoán được là bệnh nhân có ngưng tuần hoàn hô hấp hay không để chúng ta mới hồi sinh tim phổi. Thì đặt những nguyên tắc mà chúng ta cần phải đảm bảo, đó đầu tiên là nguyên tắc về đảm bảo an toàn, tức là khi mà chúng ta phát hiện một bệnh nhân mà có nghi ngờ bị ngưng tuần hoàn hô hấp, ví dụ chúng ta thấy một bệnh nhân bất tỉnh trên nằm ở trên một nơi nào đó, ví dụ như ngoài đường hay là trên sàn nhà gì đó, thì có thể một là bệnh nhân ngất, hai là có thể là bệnh nhân ngưng tuần hoàn hô hấp thật sự. Thì khi đó chúng ta tiếp cận bệnh nhân chúng ta phải đảm bảo nguyên tắc an toàn, ví dụ như bệnh nhân bị điện giật đi, chúng ta phải ngắt được nguồn điện và lấy dây điện ra khỏi người bệnh nhân, hoặc là bệnh nhân bị đuối nước thì chúng ta phải đưa bệnh nhân đến nơi an toàn. Thì đầu nguyên tắc đầu tiên là nguyên tắc an toàn là đầu tiên, và chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta chẩn đoán bệnh nhân có coi bệnh nhân có thật sự là ngưng tuần hoàn hô hấp hay không, hay là bệnh nhân chỉ ngất xỉu thôi. Thì chúng ta dựa trên ba dấu hiệu để đánh giá ngưng tuần hoàn hô hấp, đó là bệnh nhân mất tri giác, biểu hiện bệnh nhân bất tỉnh, thứ hai là bệnh nhân ngưng thở, và thứ ba là bệnh nhân bị mất mạch. Chúng ta sẽ kiểm tra từng bước một theo cái ba trình tự này. Ví dụ mình gặp một bệnh nhân thì chúng ta sẽ lay gọi người ta trước để kiểm tra tri giác người ta, sau đó mới kiểm tra hơi thở người ta và cuối cùng là kiểm tra mạch. Và khi mà chúng ta bệnh nhân có ba dấu hiệu này, mình chẩn đoán bệnh nhân ngưng tuần hoàn hô hấp rồi, thì chúng ta cần tiến hành cấp cứu và kêu gọi sự hỗ trợ. Thì kêu gọi sự hỗ trợ này sẽ giúp chúng ta, thứ nhất á, là chúng ta sẽ có người để hỗ trợ chúng ta cấp cứu, và cũng có những người đó người ta sẽ giúp chúng ta gọi các đội cấp cứu chuyên nghiệp đến, hoặc là cũng một 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 nguyên nhân nữa là người ta sẽ cũng sẽ giúp chúng ta để về mặt pháp lý. Ví dụ như các bạn đi ra ngoài đường, bạn một mình bạn đi ra ngoài đường thấy một người bất tỉnh và các bạn tiến hành cấp cứu cho người ta, thì nhiều khi sau đó các bạn lại vướng vào những việc pháp lý do không có người làm chứng, thì khi đó những người đến để mà hỗ trợ và người ta sẽ làm chứng cho mình cái chuyện mà mình cấp cứu cho bệnh nhân hoặc là mình tiếp xúc với bệnh nhân, thì người ta sẽ làm chứng chúng ta về mặt pháp lý, do đó chúng ta cũng cần phải kêu gọi sự hỗ trợ này. Thì để chẩn đoán thì như nãy chúng ta sẽ có ba bước, là chúng ta sẽ kiểm tra tri giác của bệnh nhân, kiểm tra hô hấp và cuối cùng là kiểm tra tuần hoàn. Thì kiểm tra tri giác thì chúng ta tiến hành đầu tiên chúng ta lay gọi trước, chúng ta sẽ đi từ những cái bước kích thích nhẹ tới những cái bước kích thích đau nặng hơn. Đầu tiên chúng ta lay gọi bệnh nhân trước, nếu như lay gọi bệnh nhân vẫn không có đáp ứng, không có phản ứng gì lại hết, thì chúng ta kích thích đau bệnh nhân. Thì kích thích đau này chúng ta có thể có những vị trí kích thích đau như sau, ví dụ như chúng ta có thể ấn vào cái nhân trung của bệnh nhân nha, hoặc là chúng ta có thể chạm tóc mai, hoặc là có thể ấn vào cái cơ thang ở phía sau hay ở bên bả vai bệnh nhân, hoặc là chúng ta có thể dây xương ức bệnh nhân, hay chúng ta đặt đặt các ngón tay của ta lên cái giữa xương ức bệnh nhân mà chúng ta dây lên đó thì bệnh nhân sẽ cảm thấy đau. Nếu như bệnh nhân lay gộ và kích thích đau bệnh nhân không đáp ứng nữa thì chúng ta tiến hành kiểm tra hô hấp bệnh nhân. Thì kiểm tra hô hấp này mình có hai cách, thứ nhất là mình đặt tay lên miệng bệnh nhân để nghe bệnh nhân nghe hơi thở hay không, và cách thứ hai này chúng ta sẽ xem trực tiếp cái chuyển động của lồng ngực bệnh nhân. Thì hiện tại thì chúng ta có thể kiểm tra hô hấp bằng cách đặt tay lên miệng là cũng đủ rồi, khi nghe hơi thở bệnh nhân không có là chúng ta có thể chẩn đoán bệnh nhân ngưng hô hấp rồi. Tiếp theo chúng ta kiểm tới cái bước tiếp theo, chúng ta kiểm tra tới tuần hoàn. Khi mà kiểm tra tuần hoàn thì chúng ta sẽ sờ mạch bệnh nhân coi coi bệnh nhân còn mạch hay không, chứ ta không nghe tim các bạn nha. Ví dụ như một bệnh nhân có thể còn tim đập nhưng mà bệnh nhân sẽ không có bắt được mạch, thì cái đó chúng ta cũng gọi là ngưng tuần hoàn. Thì kiểm tra tuần hoàn chúng ta sờ những mạch nào mà chúng ta có thể bắt được,
mạch ngoại vi, thì chúng ta có thể những cái mạch chúng ta có thể bắt được, ví dụ như là mạch 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 quay, mạch bẹn hoặc là mạch cảnh, đó là những mạch mà chúng ta thường hay bắt được. Thì nếu như mà chúng ta bệnh nhân ở ngoài thì chúng ta nên chúng ta khuyên chúng ta nên bắt những cái mạch lớn, lý do là để kiểm tra tuần hoàn á, thì nhiều khi những bệnh nhân mà mạch quay mình ta nhỏ có thể mình sẽ khó bắt, cho nên chúng ta kiểm tra những mạch lớn luôn và tiến hành kiểm tra mạch cảnh của bệnh nhân nha. Còn động mạch bẹn này thì thường thường thì chúng ta sẽ sử dụng trong cấp cứu, trong nội viện hơn, chúng ta sẽ kiểm tra mạch bẹn, nó sẽ đỡ cái việc nhạy cảm hơn nha. Khi mà kiểm tra được hết tất cả những cái này, mình xác định được bệnh nhân mất tri giác, bệnh nhân ngưng hô hấp, bệnh nhân ngưng tuần hoàn, thì chúng ta sẽ tiến hành cấp cứu bệnh nhân nha. Thì cấp cứu bệnh nhân như đã nói nãy, mình sẽ có 3 bước, viết tắt là 3 chữ cái, đó là ABC. A là airway, là đường mình đảm bảo khai thông đường thở cho bệnh nhân. Ví dụ như bệnh nhân có vướng, nó nghẹn đường thở gì đó, chúng ta khai thông đường thở cho bệnh nhân. B là chúng ta hô hấp nhân tạo cho bệnh nhân. Và C là chúng ta ấn ngực. Thì ngày xưa là người ta sẽ tiến hành cấp cứu theo nguyên tắc ABC, nghĩa là gặp một bệnh nhân tuần hoàn hô hấp thì chúng ta sẽ khai thông đường thở trước, chúng ta hô hấp nhân tạo, chúng ta ấn ngực. Nhưng mà sau này là từ năm 2010 thì Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ người ta đã đổi cái thứ tự cấp cứu từ ABC thành CAB, có nghĩa là đầu tiên khi mà phát hiện một bệnh nhân ngưng tuần hoàn hô hấp thì đầu tiên chúng ta làm đó là ấn ngực trước, rồi sau đó mới khai thông đường thở cho bệnh nhân, và cuối cùng là hô hấp nhân tạo. Vì sao người ta lý giải cái chuyện mà đổi từ cái ABC sang CAB này, thì nếu như ta lý giải là nếu như một bệnh nhân ngưng tuần hoàn hô hấp thì trước đó người ta vẫn còn thở bình thường, thì trong lúc đó thì một lượng oxy trong máu người ta vẫn còn. Thì nếu như chúng ta tiến hành cấp cứu theo ABC thì chúng ta thổi một cái lượng không khí vào trong phổi bệnh nhân, trong khi tim bệnh nhân ngưng đập không hiệu quả rồi, không có đưa được dòng máu đến phổi rồi, thì cho dù chúng ta cung cấp bao nhiêu oxy đi nữa thì cái lượng oxy nó cũng không đi đến được các cơ quan. Trong khi chúng ta tiến hành cấp cứu theo CAB thì chúng ta ấn ngực đầu tiên, mặc dù cái lượng oxy trong máu nó sẽ bắt đầu giảm xuống rồi, nhưng mà dù ít dù nhiều thì nó cũng còn trong máu bệnh nhân một phần oxy đó, thì chúng ta cố gắng ấn ngực để đưa oxy đó đến những cái cơ quan. Dù ít dù nhiều thì nó cũng tốt hơn là việc không có. Và sau đó khi mà ấn ngực xong, chúng ta mới tiến hành thông khí cho bệnh nhân bằng cách là khai thông đường thở và hô hấp nhân tạo cho bệnh nhân. Do đó người ta chuyển ABC thành CAB. 3 bước chúng ta sẽ ấn ngực ha. C là ấn ngực, A là khai thông đường thở bằng cách là chúng ta có thể ngửa đầu bệnh nhân lên, nâng cầm bệnh nhân lên, hoặc là mình coi bệnh nhân có dị vật gì trong đường thở hay không, chúng ta có thể lấy dị vật ra, hoặc là chúng ta làm nghiệm pháp Hemlich. Hay là anh sẽ giới thiệu cho các bạn nghiệm pháp Hemlich sau. Và cuối cùng là chúng ta sẽ hô hấp nhân tạo cho bệnh nhân. Thì sau 3 bước này chúng ta sẽ tiến hành, anh sẽ hướng dẫn các bạn từng bước một. Đầu tiên là xoa bóp tim ngoài lồng ngực, hay còn gọi là ấn ngực. Thì chúng ta sẽ, thứ nhất là chúng ta phải chọn bệnh nhân đặt ở một vị trí đảm bảo ha. Vị trí này chúng ta cần phải, thứ nhất á, là bệnh nhân phải nằm trên một cái mặt phẳng. Lý do là chúng ta sẽ đè bệnh nhân, ấn ngực bệnh nhân, đè một lực vào trong người bệnh nhân. Thì khi đó nếu như chúng ta cho bệnh nhân nằm trên một cái mặt, một nơi mà không phải mặt phẳng á, thì có thể chúng ta sẽ làm chấn thương cột sống bệnh nhân. Bắt buộc đầu tiên là phải nằm ở trên một cái mặt phẳng, mà mặt phẳng này phải là mặt phẳng cứng. Lý do là chúng ta tác dụng một cái lực để mình làm cho lồng ngực bệnh nhân co lên, bị đè xuống và giãn lên, để mà giúp cho tim người ta co bóp. Mà nếu chúng ta thực hiện trên một cái vị trí mặt phẳng nhưng mà nó không có cứng, ví dụ như bệnh nhân nằm trên giường nệm đi, thì khi mà chúng ta ấn xuống thì cái lực đó, cái nệm nó sẽ bị đè xẹp xuống, do đó nó sẽ không tác dụng được cái lực làm cho cái lồng ngực bệnh nhân bị đè xuống. Thành ra chúng ta bắt buộc phải cho bệnh nhân nằm ở một vị trí vừa là phẳng và vừa là cứng. Vị trí chúng ta đứng thì chúng ta đứng hoặc là quỳ vị gì đó ngang với mức tim của bệnh nhân. Như đây các bạn thấy, ngang với mức tim của bệnh nhân. Thì cái vị trí ngang mức tim này có thể đứng hoặc là quỳ tùy theo cái tư thế bệnh nhân được đặt ở đâu. Ví dụ như bệnh nhân đặt ở sàn nhà thì chúng ta buộc phải quỳ để chúng ta tiếp cận được cái lồng ngực bệnh nhân. Còn nếu như mà bệnh nhân nằm trên giường, ví dụ bệnh nhân ngưng tuần hoàn hô hấp ở trong bệnh viện đi,
thì khi đó bệnh nhân nằm trên giường thì chúng ta bắt đầu buộc phải đứng ha. Vị trí ấn tim chúng ta sẽ nằm ở 1/3 dưới xương ức, và tay của mình đặt vuông góc với trục xương ức. Thì đây là cái điều mà thường thường là khi các bạn tiến hành cấp cứu thì các bạn sẽ dễ bị sai nhất, đó là tay bạn không đặt vuông góc trục của xương ức. Và cái tiếp theo là mình cần phải thẳng lưng, bởi vì khi mà chúng ta đặt một ấn ngực cho bệnh nhân á thì chúng ta sẽ dùng lực của toàn thân chúng ta đè xuống. Do đó khi mà chúng ta không có thẳng lưng á, thì chúng ta dễ, thứ nhất là tay chúng ta sẽ dễ không vuông góc với lồng ngực của bệnh nhân, và cái thứ hai nữa chúng ta sẽ dễ thực hiện cái động tác là dùng cái lực của cái cẳng tay chúng ta để mà ép ngực bệnh nhân, khi đó thì nó không có đủ và không có hiệu quả. Thì cái một cái nhát ấn mà đạt hiệu quả thì người ta ước tính là khoảng từ ổ sâu của lồng ngực ấn xuống làm sao cho lồng ngực lõm xuống khoảng từ 5-6 cm. Nhưng mà cái con số này rất là khó để xác định cho các bạn. Thì khi đó một người ta có thể ước lượng một cách là chúng ta ấn một cái ấn ngực bệnh nhân làm sao mà cho lồng ngực bệnh nhân xẹp xuống khoảng 1/3 đường kính trước sau của lồng ngực là đạt yêu cầu. Sau khi chúng ta ấn xong thì chúng ta bắt buộc chúng ta nới lỏng tay ra, nới lỏng tay ra để cho lồng ngực người ta đàn hồi ngược trở lại. Khi chúng ta ấn vào thì chúng ta tạo một động tác đè vào thành ngực, và thông qua đó đè vào trong tim bệnh nhân, làm cho đẩy máu từ trong tim bệnh nhân đi. Sau đó chúng ta nới lỏng tay để cho lồng ngực bệnh nhân giãn ra, thì đó tim nó cũng giãn ra, nó hút máu về. Hay tương tự như tim bệnh nhân co bóp vậy đó. Thì khi đó chúng ta bắt buộc phải nới lỏng tay và không được tì lên bên người thành ngực của bệnh nhân. Ví dụ chúng ta tì bên thành ngực của bệnh nhân nhiều quá thì khi đó lồng ngực nó sẽ không nở lên được hoàn toàn, thành ra là cái sự nở ra của tim nó cũng không được tốt mà không hút đủ máu về trong cái thị tâm trương của tim. Về tần số ấn ngực thì chúng ta ấn với tần số là từ 100-120 lần trên phút. Thì đây là cũng là một cái điều mà dễ sai ở những người mà tiến hành cấp cứu. Các bạn thường thấy là đa số bây giờ người ta cấp cứu là hay có cái chuyện là người ta sẽ ấn ngực với tần số quá nhanh. Ấn ngực với tần số quá nhanh thì thường người ta cho phép tần số mà ấn hiệu quả là từ 100-120 lần. Từ một số dưới 100 lần thì người ta thấy là không có đủ, tần số này không đảm bảo để mà đủ cung cấp đẩy cái lượng máu đi để đủ nuôi các cơ quan. Còn nếu mà trên 120 lần thì do cái tần số chúng ta nhanh quá, thành ra ngực bệnh nhân chưa kịp nảy lên thì chúng ta đã đè xuống nữa, thành ra nó sẽ giảm cái thời gian tâm trương của tim ra, do nó sẽ không có hiệu quả. Thì chúng ta cố gắng làm sao để mà cái tần số sau mức ấn tim của chúng ta là từ 100-120 lần trên phút nha. Thì có thể một cách ước lượng dễ hơn cho các bạn là các bạn cứ thấy làm sao mà một giây các bạn ấn được khoảng hai nhát thì chúng ta sẽ đảm bảo cái tần số này. Khi mà chúng ta ấn tim á thì nếu như khi mà chúng ta cấp cứu được có một đội cấp cứu nhiều người hoặc là có người đến hỗ trợ á, thì khi các bạn ấn tim á thì cái người mà đến hỗ trợ người ta sẽ đánh giá hiệu quả của ấn tim này có hiệu quả hay không, bằng cách là người ta sẽ bắt mạch. Nếu như các bạn ấn tim có hiệu quả thì mạch của bệnh nhân sẽ nảy. Ví dụ như người ta sẽ bắt mạch cảnh của bệnh nhân, mạch bẹn gì đó, mỗi nhát ấn của các bạn thì mạch nó sẽ nảy lên, thì khi đó là đảm bảo cái hiệu quả, tức là máu nó có thể đẩy đi được tới những cái mạch đó. Và khi mà chúng ta xoa bóp tim ngoài lồng ngực hay là ấn ngực này, chúng ta cẩn thận với các cái biến chứng của ấn tim. Đó là thường hay gặp nhất, đó là bị bệnh nhân bị gãy xương sườn. Đối với khi chúng ta thực hiện một cái nhát ấn một lực quá lớn có thể làm gãy xương sườn bệnh nhân. Và khi mà gãy xương sườn này có thể nó đâm vào, thứ nhất là có thể đâm vào các cái mạch máu, và thứ hai là có thể đâm vào màng phổi, có thể gây tràn khí màng phổi hay là tràn máu màng phổi. Tiếp theo là chúng ta tiến hành tới phương pháp đó là hô hấp miệng miệng hay là hô hấp nhân tạo. Thì cái phương pháp này chúng ta sẽ quỳ gần đầu của bệnh nhân hoặc đứng gì đó tùy theo tư thế của bệnh nhân. Chúng ta khai thông đường thở cho bệnh nhân, hay đó là phương pháp cái bước A đó, tức là khai thông đường thở cho bệnh nhân bằng biện pháp là ngửa đầu nâng cằm, và chúng ta sẽ hoặc là ấn hàm đối với những bệnh nhân mà bị chấn thương cột sống. Mà chúng ta có thể là bắt buộc phải làm thêm biện pháp Heimlich nếu như mình nghi ngờ hoặc là mình biết chắc chắn là bệnh nhân mắc dị vật đường thở. Ví dụ như bệnh nhân bị đuối nước thì khi mà chúng ta đưa bệnh trước khi cấp cứu bệnh nhân, khai trước khi mà thổi ngạt cho bệnh nhân, thì chúng ta cần phải khai thông đường thở bệnh nhân bằng cách là chúng ta làm biện pháp Heimlich này.
hoặc là khi mà chúng ta phát hiện một người đứa trẻ nào đó hoặc là một người lớn nào đó bị ngưng tuần hoàn do bị mắc cái dị vật ở đường hô hấp, ví dụ người ta đang ăn người ta bị sặc, thì khi đó chúng ta cần phải làm biện pháp Heimlich này. Sau khi khai thông đường thở chúng ta sẽ thổi nghẹt, chúng ta sẽ ngửa đầu bệnh nhân, nâng cằm bệnh nhân lên, ta kẹp mũi lại và chúng ta thổi vào trong miệng bệnh nhân. Chúng ta cần phải hít một hơi thật đủ sâu và mạnh, chúng ta thổi vào và đặc biệt là phải quan sát lồng ngực của bệnh nhân. Vừa thổi chúng ta vừa ghé mắt qua để quan sát, bởi vì động tác chúng ta thổi lên, chúng ta áp sát vào miệng bệnh nhân, thì chúng ta nhìn ngang tiếp tiến vào ngực bệnh nhân coi chúng ta thổi như vậy có lồng ngực bệnh nhân có nâng lên hay không. Nếu như được lồng ngực bệnh nhân nâng lên nó mới là hiệu quả. Và tần số này là chúng ta phải đảm bảo là từ 10 tới 12 lần trên phút. Cái này các bạn cũng không cần phải nhắm chừng, lý do là khi mà các bạn làm đủ động tác á, các bạn ngửa đầu và dậy các bạn lên, các bạn hít một hơi thật sâu vào, sau đó chúng ta ngửa đầu nâng cằm bệnh nhân nó thổi vào hết hơi đó và chúng ta tiếp tục, chúng ta ngước lên chúng ta hít một hơi vào nữa, thì nếu mà các bạn làm một chu kỳ khoảng từ 5 tới 6 giây thì vô tình thì nó sẽ đúng một cái tần số 10 tới 12 lần trên phút này. Ngay do đó các bạn ấn ngực thì các bạn cần phải chú ý tần số, nhưng mà hô hấp này các bạn chỉ cần làm đủ các bước là các bạn sẽ đảm bảo tần số này. Anh giới thiệu cho các bạn biện pháp Heimlich để khi mà các bạn khai thông đường thở cho những bệnh nhân mà nghi là mắc các cái dị vật. Mà qua cái bài này thì thứ nhất á, anh muốn hy vọng là các bạn sẽ nắm được thứ nhất á, là cách để các bạn ấn tim nha, và khai thông đường thở và hô hấp nhân tạo cho bệnh nhân. Mà thứ hai nữa các bạn thường hay gặp, có thể gặp được á, là biện pháp Heimlich này. Có thể khi các bạn cuộc sống hàng ngày các bạn có thể gặp những cái trường hợp mà các bạn cần phải làm biện pháp Heimlich này nha. Và khi đó các bạn nếu như các bạn nắm được cái này, các bạn có thể cứu sống được người đó khoảng một luôn ha. Thì biện pháp Heimlich này là do cái gì, một bác sĩ người Pháp tên là Henry Heimlich nha, ông này phát minh ra. Thì ông hướng dẫn cái biện pháp này bằng cách hai động tác, thứ nhất là phủ lưng và thứ hai là ấn vào cái vùng thượng vị của bệnh nhân. Thì phủ lưng này nó sẽ, cái động tác Heimlich này nó sẽ có nhiều cái tư thế khác nhau tùy theo trạng thái của bệnh nhân. Ví dụ một bệnh nhân mà tỉnh táo hoàn toàn, bệnh nhân mới vừa mắc một cái dị vật đó, ví dụ bệnh nhân đang ăn, bệnh nhân bị sặc, bệnh nhân bị mắc vào cái đường hô hấp của người ta, thì khi đó các bạn có thể vỗ lưng bệnh nhân, vỗ lưng bệnh nhân cho bệnh nhân cúi người về phía trước vỗ lưng. Nếu như sau khi chúng ta vỗ lưng 5 cái rồi mà bệnh nhân không có rơi được cái dị vật đó ra, thì chúng ta tiến hành làm cái động tác là chúng ta ấn vào cái vùng thượng vị của bệnh nhân bằng cách là chúng ta đứng phía sau bệnh nhân, chúng ta tay nào tay tay không thuận của chúng ta tạo một cái nắm đấm đặt ở phía trên vùng thượng vị của bệnh nhân, và cái tay còn lại của chúng ta, tay thuận của chúng ta đặt ở phía trên, và chúng ta kéo một nhát thật mạnh vào trong, vào cái vùng thượng vị của bệnh nhân. Cái động tác này sẽ làm cho cái tăng cái áp lực trong ổ bụng một cách đột ngột, và khi đó sẽ làm tăng áp lực trong lồng ngực lên và nó có thể làm cho cái dị vật nó văng ngược trở ra. Mà cả cái động tác phủ lưng mà cái động tác ấn vào cái thượng vị này thì chúng ta cần phải làm, thứ nhất là mạnh và thứ hai là dứt khoát, càng mạnh càng dứt khoát thì chúng ta sẽ tạo được một cái áp lực đột ngột và khả năng dị vật rơi ra nó sẽ cao hơn. Còn đây là với những bệnh nhân mà bị ví dụ như bệnh nhân bị đuối nước đi, thì bệnh nhân sẽ bất tỉnh, phải chúng ta phải bắt buộc phải làm biện pháp Heimlich này ở một tư thế là bệnh nhân nằm, thì khi đó chúng ta sẽ quỳ gối hai bên bệnh nhân, tay chúng ta sẽ đặt ở vùng thượng vị bệnh nhân và chúng ta ấn vào vùng thượng vị cũng tương tự như trường hợp hồi nãy, và khi đó chúng ta có thể kết hợp là nghiêng đầu bệnh nhân về một bên mà thường là bên trái, để mà khi mà chúng ta ấn thì khi mà dị vật nó rớt ra thì nó có thể trôi ra ngoài luôn. Còn đây là một cái trường hợp mà nếu như một người nào đó mà người ta bị mắc dị vật đường hô hấp mà ta không có ai đó để phụ cấp sơ cứu cấp cứu, thì người ta tiến hành là Heimlich để cứu chính bản thân người ta. Hay bằng cách là người ta cũng làm một cái nắm đấm ở trên vùng thượng vị và chúng áp sát vào một cái nơi nào đó cứng, ví dụ như thành ghế hoặc là thành bàn hoặc là lan can gì đó vừa tầm, để mà người ta cúi gập người mạnh về phía trước, cũng tương tự như động tác mà chúng ta đặt ở vùng thượng vị thì chúng ta kéo mạnh vào thượng vị gì đó, thì cái này người ta tự làm. Và khi đó thì tạo một động tác tương tự như động tác mà chúng ta ấn mạnh vào thượng vị bệnh nhân như này.
Chúng ta đã học, đã đi qua ba cái bước ấn ngực, chúng ta khai thông đường thở và chúng ta hô hấp nhân tạo cho bệnh nhân. Thì khi đó chúng ta phải kết hợp lại thành một cái chu trình chúng ta tiến hành cấp cứu. À, như đã nói là thứ tự là CAB, nhưng mà CAB này tiến hành theo thứ tự này nhưng mà cái tần số là bao nhiêu. Thì ở đây người ta khuyến cáo cái tần số mà nhấn ấn tim chúng ta với lại thổi ngạt là 32. Có nghĩa là khi mà chúng ta phát hiện một bệnh nhân bị ngưng hô hấp tuần hoàn rồi, nó tiến hành cấp cứu, đầu tiên chúng ta vào chúng ta ấn ngực 30 cái trước. Sau đó chúng ta tiến hành khai thông đường thở và chúng ta thổi ngạt 2 cái. Sau đó chúng ta quay lại tiếp tục ấn ngực 30 cái đến khai thông thổi ngạt 2 cái, ấn ngực 30 cái thổi ngạt 2 cái. Thì mỗi lần ấn ngực 30 cái thổi ngạt 2 cái người ta gọi là một chu kỳ. Và khi chúng ta tiến hành cấp cứu như vậy thì sau 5 chu kỳ, tức là sau 5 năm lần mà ấn ngực 30 cái và thổi ngạt 2 cái đó, sau 5 lần như vậy chúng ta sẽ kiểm tra lại nha. Hoặc là sau 2 phút chúng ta kiểm tra lại cho bệnh nhân. Thì sao người ta cho bệnh mình có số 5 chu kỳ hoặc là 2 phút này? Lý do người ta sợ chúng ta mới ấn được một hai chu kỳ gì đó chúng ta kiểm tra thì vô tình làm gián đoạn cái quá trình cấp cứu. Người ta khuyên là chúng ta càng làm gián đoạn càng ít quá trình cấp cứu thì càng tốt cho bệnh nhân. Nên chúng ta phải tiến hành theo 5 chu kỳ hoặc là 2 phút chúng ta mới kiểm tra lại. Thì kiểm tra lại chúng ta cũng kiểm tra như ban đầu ha, chúng ta coi chắc chắn ta bỏ qua cái bước kiểm tra tri giác, thì có vì bởi vì có thể là bệnh nhân sẽ sau khi bệnh nhân mà ngưng tuần hoàn hô hấp thì có thể bệnh nhân chưa tỉnh được lại liền đâu ha. Chúng ta mới qua một cái đợt thiếu oxy não như vậy thì chúng ta chưa thể tỉnh lại liền. Một số trường hợp mới thì có thể là tỉnh lại ngay, còn nếu như mà trường hợp mà ngưng tuần hoàn hô hấp hơi lâu rồi thì có thể là người ta chưa tỉnh là ngay được. Thì cái đó chúng ta phải tiến hành chúng ta kiểm tra thứ nhất là hô hấp, thứ hai là kiểm tra mạch của bệnh nhân. Sau khi chúng ta kiểm tra thì sẽ có hai trường hợp. Thứ nhất là bệnh nhân sẽ có mạch mà có hô hấp trở lại thì chúng ta sẽ tiến hành ủ ấm bệnh nhân nha. Bởi vì khi bệnh nhân sau ngưng tuần hoàn hô hấp thì bệnh nhân dễ bị hạ thân nhiệt lắm nha. Chúng ta theo dõi sát bệnh nhân, bởi vì có thể là bệnh nhân sẽ ngưng tuần hoàn ngược trở lại nữa, thành ra chúng ta phải theo dõi sát. Mà điều chính yếu là chúng ta phải chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để mà chúng ta ở đó có đủ phương tiện, có đủ đội ngũ cấp cứu mà chúng ta sẽ theo dõi bệnh nhân tốt hơn. Còn nếu như mà cấp cứu không hiệu quả nữa thì chúng ta sẽ ngưng sau 30 phút, tức là sau 30 phút mà chúng ta tiến hành cấp cứu như vậy mà vẫn không hiệu quả nữa thì chúng ta ngừng cấp cứu. Bởi vì sau 30 phút thì ta thấy là cấp cứu cũng không hiệu quả đâu. Đây là một cái sơ đồ giúp chúng ta hệ thống lại các cái bước của chúng ta tiến hành cấp cứu khi mà phát hiện một bệnh nhân không có mạch hoặc là không có nhịp thở bất thường, tức là bệnh nhân ngưng thở hoặc là bệnh nhân thở bụng gì đó, thì chúng ta sẽ tiến hành tiếp cận chẩn đoán được, chúng ta sẽ gọi cấp cứu ha, hay là gọi người đến hỗ trợ. Chúng ta ấn ngực 30 cái ha. Sau đó chúng ta sẽ thổi ngạt cho nhân 2 cái, tiếp tục chúng ta tiến hành hồi sinh tim phổi theo tỷ lệ là 32. Rồi. Chúng ta sớm nhất là chúng ta nên đưa bệnh nhân đến cái nơi an toàn hoặc là nơi mà gặp cơ sở y tế gần nhất. Một số điểm chúng ta cần lưu ý khi mà chúng ta tiến hành hồi sinh tim phổi cho bệnh nhân. Thứ nhất là tần số, như đã nói hồi nãy chúng ta cần phải đảm bảo tần số 100 đến 120 lần. Rồi thứ hai là nhát ấn của chúng ta cần phải đủ lực để mà đạt được một cái đường kính trước sau lồng ngực bệnh nhân phải giảm được xuống, bệnh nhân phải lồng ngực phải đè xuống được khoảng 5 2 inch hay là khoảng 5 đến 6 cm á, và chúng ta phải tiến hành cấp cứu tránh cái gián đoạn. Thì ở đây chúng ta cần phải cấp cứu là khoảng 5 chu kỳ, chúng ta phải kiểm tra lại tránh tránh gián đoạn quá 10 giây nha. Và tiến hành theo tỷ lệ 32. Đây là một số điểm mà chúng ta cần phải lưu ý. Thế còn ở trẻ nhỏ thì nó có khác gì so với người lớn hay không? Thì về đặc điểm chung thì nó sẽ không khác, nguyên tắc chung nó vẫn là tiến hành cấp cứu theo nguyên tắc là chúng ta cũng ấn tim, chúng ta cũng khai thông đường thở, chúng ta hô hấp nhân tạo ha. Nhưng mà nó sẽ có một số cái điểm khác. Thứ nhất là nếu như một bệnh nhi nào đó mà có được 2 người cấp cứu thì chúng ta sẽ làm xoa bóp tim và thổi ngạt theo tỷ lệ 15:1, còn nếu như 1 người thì chúng ta sẽ tiến hành cấp cứu theo tỷ lệ là 32.
giống như người lớn. Còn về động tác ấn ngực á, thì do đứa trẻ nó còn nhỏ, chúng ta không thể nào chúng ta tiến hành dùng hai tay ấn ngực như ở người lớn được. Chúng ta bắt buộc chúng ta phải sử dụng cái lực nhỏ hơn, ví dụ như trẻ sơ sinh, tức là trẻ dưới 1 tháng tuổi nha, từ 1 ngày tuổi đến 30 ngày tuổi, thì chúng ta sử dụng hai cái ngón tay của chúng ta, hoặc là ngón trỏ và ngón giữa, ta đặt vào giữa lòng ngực của em bé, chúng ta ấn thay cho cái hai cái động tác mà đặt hai bàn tay như ở người lớn, chúng ta dùng hai ngón tay thôi. Còn ở những trẻ nhũ nhi, tức là những đứa trẻ mà từ 1 tháng tuổi tới 12 tháng tuổi á, thì chúng ta cũng ấn mà chúng ta đặt ở vị trí là 1/2 dưới xương ức nha, ở người lớn thì 1/3, còn nhũ nhi là 1/2. Mà chúng ta ấn vào cái động tác chúng ta ấn, thì sử dụng hai cái bằng cách là hai cái bàn tay chúng ta sẽ áp vào hai cái bên sườn của đứa bé, và hai ngón cái chúng ta sẽ đặt ở giữa cái xương ức của đứa bé, chúng ta sẽ ấn từng nhịp nha. Còn đối với những trẻ lớn hơn từ 1 tới 8 tuổi, chúng ta sử dụng một bàn tay. Và chúng ta đối với những đứa trẻ mà từ 8 tuổi trở lên thì chúng ta cấp cứu như người lớn nha, sử dụng hai bàn tay. Còn đối với những đứa trẻ thì chúng ta sẽ có động tác Heimlich cũng tương tự như vậy, nhưng mà tại vì nó do cái kích thước nó nhỏ thì chúng ta phải bắt buộc phải tạo một cái tư thế nào đó phù hợp với nó. Ví dụ như ở người lớn thì chúng ta phải cho người lớn đứng, còn như đứa trẻ thì chúng ta cũng cho nó đứng thì bắt buộc nó chúng ta phải quỳ để mà tiếp cận nó dễ dễ hơn. Nếu chúng ta đứng thì cao quá là chúng ta không có tiếp cận nó được, này chúng ta phải quỳ. Còn đối với những đứa trẻ nhỏ hơn nữa thì chúng ta có thể là chúng ta sẽ đứng mà đặt nó lên một tay chúng ta, hai tay với chúng ta sẽ giữ cái cổ của nó, tránh làm tổn thương cột sống nó, tay dưới giữ cổ, tay trên thì chúng ta vỗ vào lưng của nó. Còn đối với động tác mà ấn vào thượng vị á, thì ở người lớn thì chúng ta đứng phía sau, còn đứa trẻ thì chúng ta cũng đứng phía sau nhưng mà chúng ta quỳ. Còn những đứa trẻ thì như trường hợp này chúng ta đang dỗ lưng cho nó, nếu mà dị vật không rớt ra được á, thì chúng ta quay ngược lại đứa bé nha, và chúng ta thực hiện cái động tác ấn vào thượng vị đứa bé nha. Nhưng mà nếu như có những đứa trẻ nhỏ mà nhũ nhi hoặc là đứa trẻ sơ sinh á, thì thay vì người lớn thì ấn vào thượng vị, thì ở đây người ta khuyên là chúng ta ấn vào trong cái ấn vào ngực của đứa bé luôn, thay vì cái chuyện là ấn vào cái vùng thượng vị nha. Nè, đây là một cái đoạn video mà người ta ghi lại được ở trong căng tin của một cái trường đại học, thì bạn quan sát nha. Thì cái bạn áo đen đây, cái bạn áo đen ốm ốm ở đây, bạn này đang ăn mà bị mắc cái dị vật, ăn mà bị mắc cái dị vật ở đường hô hấp, bị ngạt. Đây là tình huống mà các bạn có thể gặp ở ở ngoài thực tế đó các bạn. Thì ban đầu thì lúc mà mọi người cũng tưởng là chưa có chuyện gì, nhưng mà càng ngày thì cái người này càng khó thở nhiều hơn. Thì cái bạn to con này mà đứng phía sau, thì các bạn thấy Heimlich thì động tác về động tác thì nó nguyên tắc là chúng ta ấn vào cái vùng thượng vị của bệnh nhân. Hay như động tác này cũng không chuẩn lắm nhưng mà vẫn có thể chấp nhận được ha, là chúng ta ấn tốt nhất chúng ta ấn vào vùng thượng vị của bệnh nhân, và tùy theo cái tư thế bệnh nhân, ví dụ đứng ngồi nằm vậy, chúng ta uyển chuyển để mà chúng ta có một cái tư thế thuận lợi cho chúng ta để thực hiện động tác này. Ví dụ như trường hợp này là anh này anh hơi cúi người xuống khi mà người bạn của mình, anh đó thì đang ngồi ở tư thế ngồi. Các bạn thấy không, động tác cần phải mạnh và dứt khoát ha. Các bạn thấy khi mà chỉ sau vài nhát mà ấn vào trong cái vùng thượng vị như vậy thì cái dị vật đã rơi ra được bên ngoài.